Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phàm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Philopa. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về cũng như cách sử dụng sản phẩm Filopa thì hãy theo dõi hết video mà kênh Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần L-onithin L-aspartate Công dụng Hỗ trợ điều trị trong các trường hợp bệnh gan mãn tính hay cấp tính, trong trường hợp hôn mê gan và tiền hôn mê gan. Cách dùng Viêm gan cấp tính hay mãn tính liều thông thường là tiêm tĩnh mạch chậm 1 đến 2 ống mỗi ngày trong tuần đầu tiên, tiếp tục trong 3 đến 4 tuần tiếp theo. Trong trường hợp nặng, liều dùng có thể tăng lên 4 ống mỗi ngày. Chống chỉ định Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. Bệnh nhân nhiễm axit latex, nhiễm độc methanol. Dạng bảo chế Thuốc tiêm tĩnh mạch Nhà sản xuất Daewon Farm, Korea Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Philopa, đồng thời biết cách sử dụng Philopa sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham